Má, 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 đâu má? Má đi chợ. Trời ơi, thôi, má mặc đồ này má đi hả? Rồi thôi 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 đi vô đây con cho má coi cái này nè. Đi vô đây con cho má coi cái này nè. Trời ơi là trời, vậy là má không có biết trend rồi. Đi vô đây, vô đây, dạ dạ vô đây, vô đây. Sợ nhất là nhìn hình ảnh mà những người mà mặc đồ bộ, mà đồ bộ đúng chợ luôn á, cái vải mà nó bèo 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 quá ăn. Đúng rồi như vậy đó. Rồi xong đi ra ngoài đường, thậm chí có người đi xe máy chạy vòng ở ngoài đường, nó rất là tự tin luôn. Mà không hiểu tại sao có thể mặc bộ đồ để đi ra đường thôi. Mình đã biết là mình đi ra đường thì mình phải một chút gì đó nghĩ cho bản thân mình, mà phải còn để ý là nhiều người để ý đến mình luôn. Trời ơi là trời, rồi má làm gì vậy, má đâu vậy? Má đi chợ. Sao vậy, sao tự nhiên thay đồ? Chứ người ta chê mặc đồ bộ quá à. Thành ra giờ má đi chợ má lấy đi. Thôi thôi đi vô giùm con. Đi vô giùm con đi, trời ơi. Hơi đâu mà nghe mấy cái bà đó. Trời ơi là trời. Đi chợ phải làm cho lịch sự một chút con.